Hiện tại trong đời này đã có người sống đúng đạo đức và làm chủ được bốn sự đau khổ, sanh già bệnh chết, đã chứng minh một cách cụ thể rõ ràng. Còn ngược lại, giáo pháp trong kinh sách phát triển do các tổ biên soạn thì chắc quý vị đều biết rõ và chứng minh ngay cả bản thân của quý vị gần suốt một đời người từng tu tập trong giáo pháp ấy mà bốn sự đau khổ luôn luôn làm cho quý vị chẳng an. Có đúng như vậy không quý vị? Suốt một thời gian dài 2550 năm sau khi Đức Phật thị tịnh, giáo pháp của người đã bị pha trộn và thay đổi, khiến cho những thế hệ sau và mãi mãi về sau không còn ai biết phương pháp nào để sống đạo đức, không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, để làm chủ bốn sự khổ đau của kiếp người. Hôm nay, chúng tôi ghi lại những dòng chữ này là để cùng với quý vị tâm sự và chia sẻ những nỗi mất mát to lớn cho đời sống tu sĩ của mình và cho các thế hệ tu sĩ con cháu của chúng ta sau này. Kính thưa quý vị, chúng ta là những người con Phật, đứng trước cảnh này chúng ta phải làm gì? Làm những gì cho con cháu của chúng ta sau này? Chúng ta hãy sáng suốt và bình tĩnh, đừng kiến chấp mà phải nhìn thẳng vào một sự thật. Giáo pháp nào lợi ích cho loài người và giáo pháp nào có hại cho con người? Vì sự sống bình an và hạnh phúc của loài người, chúng ta mạnh dạn thẳng thắn dựng cái đúng, dẹp bỏ cái sai để làm lợi ích cho muôn người, cho sự sống trên hành tinh này. Kính thưa các bậc tôn túc, tăng ni và quý Phật tử bốn phương, vì lợi ích cho nhiều thế hệ con cháu của chúng ta về sau đã, đang và sẽ tu theo Phật giáo, trách nhiệm bổn phận của những người đi trước, chúng ta thấy biết sự thật sai trái trong giáo lý của Phật giáo hiện giờ quá rõ ràng, không đúng lời Phật dạy. Thế mà chúng ta im lặng, không dám nói, lại còn chấp nhận cái sai, vô tình làm ngơ để cho con cháu của chúng ta lầm đường lạc lối, đã bỏ cuộc đời, bao công sức và tiền của để được những gì trong những giáo lý này. Chúng ta biết rất rõ tình trạng giáo lý Phật giáo hiện nay sẽ đưa Phật giáo đi về đâu. Vậy mà chúng ta không dám nói ra những sự thật để giúp đỡ cho những người sau tu theo Phật giáo không còn lầm lạc, thì thật là tội nghiệp cho họ vô cùng. Tuy không nói ra, chúng ta đã biết khoa học ngày càng phát triển mạnh mẽ và chứng minh những sự thật trên hành tinh sống này có hay không có thế giới siêu hình, thì liệu chừng những giáo lý trừu tượng ấy có còn tồn tại được hay không? Kính thưa các bậc tôn túc và quý Phật tử khắp nơi trên toàn cầu, muốn đem lại những sự lợi ích thiết thực của Phật giáo cho con cháu nhiều thế hệ của chúng ta sau này, chúng tôi xin các bậc tôn túc và quý Phật tử khắp nơi cùng với chúng tôi hãy siết chặt tay nhau, đừng phân chia hệ phái này, hệ phái khác, mà phải xem nhau như con một nhà từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra. Phải bình tĩnh, sáng suốt, nhận xét rõ nền đạo đức nhân bản của Phật giáo. Một nền đạo đức nhân bản của Phật giáo sống không làm khổ mình, khổ người, đem lại hạnh phúc an vui cho loài người rất tuyệt vời, mà trên hành tinh sống này không có một tôn giáo nào có được nền đạo đức lợi ích lớn như vậy. Ngày mai, nếu trên hành tinh này còn có một tôn giáo tồn tại được và được mọi người kính trọng, thì tôn giáo ấy là nền đạo đức nhân bản của loài người. Còn tất cả những giáo lý mê tín trừu tượng, thần quyền, ảo giác sẽ bị khoa học làm sáng tỏ, thì những giáo lý ấy rơi rụng như lá vàng mùa thu, và những tôn giáo ấy sẽ không còn đất đứng trên hành tinh này. Nếu chúng ta không sáng suốt, cứ theo lối mòn của kinh sách phát triển, thì chúng tôi quyết chắc rằng Phật giáo cũng không tồn tại. Phật giáo không tồn tại trên hành tinh này là một điều thiệt thòi rất lớn cho loài người. Kính thưa các bậc tôn túc và quý Phật tử khắp nơi trên toàn cầu, nếu ngay từ bây giờ quý vị không chuẩn bị dựng lại nền đạo đức nhân bản của Phật giáo
mà còn duy trì giáo pháp phát triển, thì chúng tôi e rằng sẽ không còn thời gian kịp nữa. Phật giáo đã có sẵn nền đạo đức ấy. Vậy chúng ta là tín đồ của Phật giáo, chúng ta hãy buông xuống những kiến chấp lầm lạc trong giáo lý Phật giáo hiện nay để cùng nhau chung lưng đấu cật, tay nắm lấy bàn tay cùng xây dựng lại nền đạo đức ấy, giúp cho loài người có một cuộc sống bình an, biến cảnh thế gian thành cảnh thiên đàng cực lạc. Kính thưa các bậc tôn túc và quý Phật tử khắp nơi trên toàn cầu, bộ sách Những Lời Phật Dạy, chúng tôi đã dùng những lời lẽ quá mạnh bạo khiến cho các bậc tôn túc và quý Phật tử bắt buộc phải chú ý những sự sai trái của kinh sách phát triển và những lời dạy của Đức Phật trong kinh sách Nguyên Thủy, để các bậc tôn túc và quý Phật tử cùng với chúng tôi cảm thông nhau, cùng chung nhau gánh vác một việc lớn là làm sáng tỏ những gì của Phật giáo đang bị dìm mất. Ước nguyện của chúng tôi mong sao các bậc tôn túc và quý Phật tử cùng với chúng tôi hợp tác soạn thảo giáo trình tu học 8 lớp Bát Chánh Đạo, từ lớp Chánh Kiến, Chánh Tư Duy cho đến lớp Chánh Định, để hoàn thành chương trình giáo dục đào tạo những bậc chứng đạt chân lý như thời Đức Phật ngày xưa, nhất là dựng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai, để loài người bớt những nỗi khổ đau. Những lời nói mạnh bạo, thẳng thắn trong bộ sách Những Lời Phật Dạy này như roi quất vào lưng, như tiếng sét vang rền làm thức tỉnh mọi kiến chấp như bị đổ nhào. Cho nên, trong những lời nói này có những điều chi sơ sót không bằng lòng, thì xin các bậc tôn túc và quý Phật tử hãy vui lòng lượng thứ cho. Vì nếu không nói thẳng nói mạnh như vậy, thì ai hiểu kinh sách phát triển là sai? Cuối cùng, chúng tôi xin gửi lời thăm và chúc quý vị dồi dào sức khỏe. Sau cùng, chúng tôi xin thành thật biết ơn các bậc tôn túc và quý Phật tử khắp nơi trên toàn cầu đã hiểu được lòng chúng tôi.